anh em, chú em xin chào tất cả các bác. Chào các bác nhá. Chào các bác nhá. Ngày hôm nay thì thời tiết toàn miền Bắc là lạnh dưới 10 độ các bác ạ. Nhưng hôm nay thì ấm trời hơn. Anh em cũng mới đi tranh thủ đi lấy được lá dong các bác. Mấy hôm trước thì bận công việc ở nhà với là quý mổ nữa. Nên là anh em không đi được. Hôm nay thì là 20 rồi. Đây 19 20 nhỉ, 20 nhỉ anh em nhỉ? 20 rồi. Anh em mới đi tranh thủ đi lấy lá đấy các bác. Anh em tranh thủ đi lấy ít lá dong về gói bánh chưng. Và tiện thể lấy luôn lá chuối nữa các bác. Ở cái đám này thì vừa có lá dong với là vừa có lá chuối luôn. Để lát anh em sẽ làm một ít lá chuối nữa để về gói nem gói giò. Ô, anh ơi, ở đây nhiều chuối hột lắm này. Nhiều chuối quả ấy. Giờ đang còn non nhờ. Đến ăn Tết xong tầm tháng riêng tháng 2 là vừa đấy. Ở đây đám này rất là nhiều chuối luôn các bác. Mà nó chưa già thôi. Tầm tháng 2 thì anh em sẽ quay lại trở lại đây để anh em lại lấy chuối về ngâm rượu. Lá rong gói bánh chưng thì mình sẽ phải chọn lá từ 20 các bạn, từ 20 xem trở lên thì gói nó mới được, nó mới thoải mái được. Nhưng bé quá thì cũng không gói được. Còn cái khuôn to nó quá thì gói cũng... to quá thì cũng khổ. To quá thì tốn gạo, với là gói to thì bánh nó không ngon đấy. Không đẹp. Nhìn không đẹp mà. Đây này còn bụi nữa anh ạ. Đây là còn bụi nữa này. Đủ cho anh em mình đấy. Đủ như anh em mình. Kiếm được lá, được gạo có. Kiếm được lá, được gạo. Nhân thịt. Nhân thịt thì... hay là năm nay anh em ta làm nhân cá. Hay là nhân cá. Gói bánh chưng. Gói bánh chưng bằng cá. Cá thì nhiều. Hôm nay là 20 rồi các bác. Là anh em dự định là 22. Anh em sẽ... bắt đầu là... kéo cá, lúc đấy thì bác nào ở gần anh em thì đến chơi với anh em các bác nhé. Xe cộ thì vào tận nơi, nghĩa là vào tận bờ đập ấy. Lúc đấy thì cá chuối cá chích rất là nhiều, bác nào có thời gian thì đến chơi với anh em nướng cá trên bờ cho vui. Để gói bánh chưng thì như anh em chỗ em là hay chọn cái lá gọi là lá nếp đấy các bác, lá dong nếp. Lá dong nếp thì cái trong quá trình mình gói ấy, thì nó sẽ dai hơn, nó không bị giòn. Như cái lá tẻ thì nó sẽ giòn hơn, gói rồi nó khó hơn, nó hay bị kiểu là bị nát lá các bác. Anh em sẽ lấy luôn một ít lá chuối để về gói nem gói giò. Có làm giò cá không? Đấy, làm giò cá luôn anh ạ. À, chả cá làm được nhờ, làm được chả cá đấy. Cái hôm đấy thì cá chuối rất là nhiều. Bác nào có thời gian thì đến chơi với anh em. Đặc biệt cá chuối này, với là cá rô đồng các bác ạ. Cá rô đồng nữa. Ở trên bờ tha hồ mà nướng. Cái dọc cái này nó dễ mà. Nó có theo cái thứ của nó ấy. Anh dọc luôn hai đường à? Hai bên luôn. Hai bên thì phải lựa. Mình cứ sai mình còn dùng lá sửa lại được. Ừ. Không, gói giò thì nó dễ mà. Gói giò thì nó đơn giản thôi. Cứ nhiều lá vào là được. Đấy, mỗi thứ một ít. Lá rong một ít. Và là lát ra kiếm một hai ống giang nữa anh em ạ. Có mà giang sẵn luôn. Kiếm lấy 3 ống. À 6 ống nhỉ. Về quý 2 ống mình, anh em mình mỗi người 2 ống và 4 ống. Vậy là có đồ để gói rồi các bác. Nhưng mà quan trọng là giờ về gói với cái gì thôi. Như là gói nhân gì thôi. Chắc là năm nay anh em sẽ làm nhân bánh chưng bằng cá đấy các bác ạ. Thử món mới. Rồi giờ anh em đi xuống suối đây, đi kiếm gì ăn. Đi kiếm gì ăn được nhỉ? Giờ ở trong này suối anh em mình chỉ xuống suối thôi. Xuống thì xuống kiếm cá ăn thôi. Rồi, đi. Rồi, mời các bác cùng theo chân anh em nhá. Buổi tối anh em lại xuống suối kiếm ít cá các bác ạ. Mùa này thì lạnh lắm các bác, thế là anh em sẽ chọn những cái điểm mà cái ngọn khe thế này. Ngọn khe ngọn suối này thì đi nó đỡ lạnh hơn, kiểu là đỡ sâu hơn đấy. Chứ bây giờ mà mùa này xuống nước mát cực kỳ luôn. Anh ơi con cá. Cá lớp láo. Đâu rồi. Lên rồi. Lên hàng. Một em đầu tiên. Mở màn. Một em đầu tiên mở màn. Dưới em xem. Để em xem các bác xem. Là cựa, vẫn đang còn cựa. Được một em kiếm, cố gắng kiếm đấy. Anh em kiếm một ống này thôi các bạn. Ống nứa này.
Ông nứa này là hai anh em được tha hồ ăn rồi, thoải mái ăn luôn. Đấy. Ông nứa này thế mà nhiều đấy các bác, tầm một bát tô đấy. Rồi, chịu khó. Đêm hôm phải lọ mọ mới có cái ăn được. Có một con cá trắng ở trong cái lá này. Có luôn. Đôi. Còn được sống thôi. Cái dao con bảo cái hình cái dao em sắc quá sao anh ạ? Còn sống. Gõ thế nhỉ? Em mà gõ đằng đấy thì nó đứt đôi đúng thôi. Là mình cũng mạnh quá sợ kiểu sợ nó mất đấy. Là chơi bài chắc ăn thôi. Được không? Đấy. Chứ. Anh gõ à? Gõ đằng sống. Muốn ra sao được. Mát nhỉ? Lớp. Mùa này mát cực luôn. Mới thế này là tê tay rồi. Nhưng mà chưa bằng những cái lần mà anh em ở trên rừng các bạn. Những lần mà anh em ở trên rừng ấy 9-10 độ. Kiểu như là mình đi rồi vào cái đợt lạnh ấy thì mình mới phải chịu thôi, chứ còn ở nhà mà mà lạnh lạnh mà đi rừng thì cũng hơi vất. Đang lạnh mà kiểu 90 độ mà anh em bắt đầu đi ấy thì nó cũng hơi vất. Vất là vì buổi tối ở trên rừng các bác, nếu mà trời lạnh ấy thì nó không đủ ấm thì rất dễ là ốm, rất dễ bị ốm người ấy. Đây anh ăn này. Cái trắng. Đấy, bỏ luôn. Ừ. Cái lửa phải tột Cứ vậy cho nhanh nhỉ, cứ vậy cho nhanh cho chắc ăn. Anh ăn con lươn anh ăn ơi. Lươn. Ôi, được. Em đẹp được rồi, Đâu nhỉ? Đâu rồi, anh ơi, ít con lươn to. Đây. Ôi, cho nó chết đấy, ít cho nó ngòm đi. Ui trời, đâu rồi. Nó đi lên mất rồi. Ê, quật. Đâu nhỉ? Từ từ. Tôi vẫn mất con lươn này đấy. Con lươn to mà. Nó vừa quẩn ở đâu đây anh Đua? Quật sợ nó giúp ở đâu ấy. Em sợ nó giúp chỗ này thôi. À đây. Chưa bỏ chắc ăn. Anh cầm luôn. Được chưa? Chưa. Em thả nhá. Dạ, thả. Để các bác còn lươn. Một em lươn. Ngon nhất. Ngon nhất, tanh nhất luôn. Lại được may. Cứ đà như thế này thì anh em sẽ được về sớm thôi. Chỗ đường chết này hơi rộng anh em ạ. Mình phải đi đường tắt bên trên này. Cũng may là được chỗ rộng này được con lươn rồi. Cái đường lâu ngày không có người đi các bác. Để nó rộng thế này. Giờ mình sẽ phải đi theo đường này. Đây có cả cái lái này anh em này. Đảo cổ lam này. Đảo cổ lam loại 5 lá này. Chắc xem không ấy thì mình kiếm ít mình nấu canh. Ít cá thì kiếm lá nấu canh cá. Còn nhiều thì ta sẽ kho. Nhặt hàng anh Ngân, nhặt hàng. Hàng này. Hơi sâu để em. Đấy. Uốn lượn. Trong mặt. Đang còn xoay đầu vào. Đấy, thấy không? Kiểu nó lóa cái đèn của anh ấy. Nó bị lóa đèn. Được bao nhiêu rồi? Được bao nhiêu phần trăm rồi? Cả lươn nó chắc mới được 1% thôi. 1% thôi hả? 10% ống ấy. À 10%, thì đang còn những 90% nữa cơ mà. Con chạch bùn. Đứt rồi, con này đứt rồi. Đấy. Nhà nó đây. Đứt chưa? Con này cũng không thua kém con lươn đâu. Ngon. Chạch bùn các bác. Loại này được nhiều mà kho hoặc nấu canh chua cũng được. Cá. Cá trắng. Chạy mất rồi. Không kịp nó nữa rồi. Không có cơ hội để lên lại nó nữa. Ở đây một bầy cá trắng anh ạ. Nhưng mà không biết nó vừa đào vào chỗ lá này. Đâu rồi? Đây. Mấy con luôn này. Được mấy con luôn các bác. Nhưng mà dính ở cái lá này rất là khó lấy. Chạy một con rồi. Khó quá, bỏ qua. Làm cái hỏng hết dao ấy. Hết dao, về phải mài ốm.
có bỏ qua à? Có bỏ qua thôi, phía tân lá. Cái suối này mình đi hôm nay không gặp cá leo nhỉ? Không gặp luôn đấy. Chưa gặp luôn đấy. Hôm nay em đi theo những con suối này thì thường thường cá leo đồi các bác. Cá trơn trơn ấy, nó không phải là nhiều nhưng mà cũng có. Thi thoảng anh em gặp thì thi thoảng anh em đi thì vẫn gặp, nhưng mà hôm nay đi đầu đoạn suối này không gặp luôn. Không hiểu là cá nó đi đâu hết rồi. Cá gì đấy? Câu. Cái câu à? Đấy, đấy. Lên rồi, đi lên rồi. La léo lắm. Băm, mất rồi. Vậy vẫn không được à? Mất đúng không? Vì trên đang thấy một con cá gì nó vào chỗ đây này. Vào cái chỗ chuối này luôn. Chỗ chuối này, cá trắng thì sao? Mất rồi, nó giúp đường nào? Hay là chạy ngược rồi? Thì xem bên trên này xem. Trời lạnh, tịt cả mũi rồi các bác ạ. Bạn bị xoang nữa nên là nó mới như vậy. Đấy, lên ở đây. Bây giờ bí là cá gì cũng băm. Băm hết. Bị xoang cộng với cái hơi lạnh này. Rất là khó chịu. Lên. Đâu rồi. Bây giờ, nhanh thế nhở? Nhanh thật. Mình không kịp nhìn nữa. Không kịp với tay theo luôn. Cái nước láo anh. Cô cá nước láo đi. Lên chưa? Pom. Nghe. Pom. Nghe pom pom là. Hả? Trúng đá đó. Nghe pom pom là kiểu là không trúng rồi đó. Không thấy đâu. Nhìn rồi. Vẫn chóc quẩy mà. Pom pom là biết là không trúng rồi. Đâu. Bắn. Chưa rồi, chạy rồi. Ủa, nó lại chạy tiếp rồi. Xuống rồi, đi xuống. Nó đang đi xuống. Nó đang ở trong cái đống này. Đâu rồi ấy? Gặp con leo đầu tiên mà lại mất luôn à? Để cho nó lên nhá. Chịu luôn. Gặp con leo đầu tiên mất luôn. Nhanh thật. Nhanh thế à? Được không? Nhanh như thế nó chạy rồi. Ở đây một con anh. Con cá kia đó nhưng mà con tôm này. Con tôm đây nghe đây luôn. Đã đói đi kiếm ăn thì gặp gì cũng bắt hết. Thế là lúc nào được nhiều tính sau. Được cái đã. Chứ không là móm đấy. Có bố anh ở đây, nó chạy mất rồi. Đâu nhỉ? Đây, trên này này. Nhanh thế. Lại chạy ngược rồi. Chạy xuôi rồi. Xem nào, chạy đâu nào. Đâu nhỉ, nó vừa vào đây mà. Đi qua. Nó nhẹ gần bảo là làm tạm con tôm đã. Không được đó, không kịp khép. Chỗ này khó thế. Chỗ này khó thế nhỉ. Cá. Cắm mất tay rồi anh em ạ. Không khép được cả tôm luôn này. Được con tôm của bác. Đây, tôm không to lắm đâu, nó bé thôi. Cho anh ăn đây. Cá bóng à? Thế vậy cái con cá lúc này em nó chạy xuống rồi. Xem nào. Không phải ít đâu, đây này. Được 50% rồi các bác. 50% năng lượng rồi. Tôm đây. Tôm hả? Được không? Được luôn. Có tay mình lúc nãy chiều mình nghịch cái dây lang rừng. Đen xì cái tay luôn.
có kiếm vài con tôm cũng được mà. Kiếm ăn thập cẩm. Đây con đang học chạy đâu rồi. Ở suối bây giờ mùa này nhiều nóng nọc lắm bác ạ. To như ngón tay cái ấy. Có được nó đâu anh. Nhanh nhở. Anh ăn bim bim không? Anh ăn cua bim bim không? Cua bim bim này. Lại đây bỏ vào mồm nhai cả con luôn. Cua bé này nó mềm. Mình cứ tranh thủ bắt vài con tôm. Đây, anh ơi. Anh cho cái này vào để em bắt con khác. Đâu rồi, đâu rồi. Đây, đây, đây. Tôm này hình như nó cũng lạnh anh ơi ạ. Nó nằm im lắm nhá. Nằm rất là im luôn. Cái gì? Bắt ốc à? Thôi, 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 thôi. Ốc thôi. Bắt làm gì? Lúc này anh Ân bắt những cái con ốc này. Ốc này rất là ngon. Nhưng mình mà ngâm được trước ấy thì nó sẽ không bị sạn. Cái này nhiều sạn lắm. Cái suối giờ rất là nhiều con bù bù. Đây con gọi là con nọc nọc các bạn. Nọc nọc. Đây không phải nọc nọc cóc đâu các bác nhé. Nọc nọc cóc nó khác. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Thì nghe búm búm đấy. Đấy anh. Tóm giống như em là không được rồi. Nghĩa là nghe búm phát là không ổn đúng không? Anh cho con nọc nọc này vào này. Cho nó ngọt nước này. Bắt rồi đã. Đấy. Bắt cho nó lát nó ngọt nước mà cái bụng nó chẳng nó đắng đắng nước cho nó ngon. Xoay xem cái chỗ đẹp này có hàng gì không. Ấy. Nó đang lượn 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 lượn. Nó đảo rồi mà. Em thấy nó đảo rồi. Đó đi đâu đấy? Đó đó cây. Nghe túm phải là năng là không được rồi. Nghe túm mà. Nghe túm kêu lắm. Ở đây đây. Vẫn được à? Không. Thế hoạt đàn đấy cái gì? À nó bơi lên hả? Bơi lên đâu? Nãy em vừa thấy đâu đấy mà. Động nước để cho nó đi ngược lên. Mất rồi. Mất rồi. Cá bống ở suối bé nó ít các bác, nó phải ở suối to cơ. Suối to nhiều cá bống lại nó bằng cứ như con tay này. Con thấy rất là ngon. Cá bống thì nhiều thịt nữa. Còn cá leo anh ơi ạ. Cá lá leo, cá lá lúa bằng bé tí. Bằng ngón tay. Rút lên. Đây, đây, đây. Đấy, đấy, đi xuống bên anh đấy. Bằng ngón tay em được. Đấy. Xuống đâu. Với mất luôn à? Mất luôn rồi. Phóng rồi. Thôi, thôi. Bé không ham lắm. Ừ, bé không ham lắm. Lúc băm được rồi thì bảo, ô bé cũng ăn. Ô, con cá trắng, cá trắng này, cá trắng này. Ôi trời. Ôi, tay này, sao thế nhỉ? Cá đang ngửa lên rồi mà vẫn không bắt được. Đâu rồi? Chẳng biết đâu ấy. Đấy, kia. À, đây, đây. Cái gì đang đụng quẩy bùn luôn. Con cá to lắm các bác ạ. Đấy, nó bằng 3 ngón tay luôn. Không, nó bằng 3 ngón tay luôn. Chiều ngang. Nhưng mà đấy là chiều ngang thôi. Động xem. Ấy, đây. À, không. Con cái thì thôi. Cá nó cứng lắm. Cứng vẩy lắm. Tung. Lần đầu tiên bắt được con tôm to. Cho vào đây. Ủa đây con nữa. Ủa con cá. Anh bắt con tôm đi em. Cá leo. Ủa, tôm mấy con luôn này. Mấy con tôm luôn mà. Em đang gì mấy con cá trắng nó đi đâu hết rồi. Con cá trắng đi đâu hết đấy. Đâu nhanh thế nhở. Này thì nhảy đấy. Tôm à? Tôm vẫn phải dùng đến chiều đấy à? Đi xuống đúng không? Nát tôm, nát luôn này. Nát chưa? Chúng nó thấy làm yên đâu.
nát hay không. Đây là có mấy con cá dễ câu anh em ạ. Đây là có mấy con cá dễ câu này. Nó cũng bé. Ô, em được con ghẹ, ghẹ. Đây đây. Ghẹ. Ghẹ miền núi. Ghẹ miền núi. Ra mình cũng ít gặp cua nhỉ? Ít. Ít ít gặp cua luôn. Mùa đông. Rồi, đi đi. Đi từ từ thôi nhá. Này anh em sẽ không bắt cua nữa. À, kiếm ít cá thôi. Ít cá và ít tôm. Một con. Hai con. Ôi trời, giá mất rồi, giá mất con thứ hai rồi. Ôi, mất luôn. Thôi 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 thôi. Thôi thôi nát đi con tôm của em chứ. Ôi trời. Lên bờ. Vẫn được hai con các bác nhá. Để bỏ đây. Sắp được đầy ống rồi. Là có thể anh em sắp được về rồi đấy. Ở đây một con nữa này. Con ghẹ hả? Con ghẹ đấy. Thôi. Ghẹ miền núi. Cá bóng, cá bóng. Rồi, đây. Con cá chạy được cá trắng à? Con cá chạy được cá trắng rồi này. Nó đang vẫy cái đuôi lên chào. Chào anh ân. Rồi, em lại em thấy con tôm rồi. Ê, mất rồi. Mất luôn con tôm. Thôi. Nhưng mà đi đâu còn thấy. Chắc nó ra chỗ đục. Mình thấy con... Ây. Con vừa chạy lên bên anh. Mình thấy con cá trắng và cá bống vừa chạy vào đây này. Đây. Đấy. Một con cá bống. Ui, cá bống đấy. Đấy, này, anh cầm một con đấy đi. Cái gì khó. Đấy. Con cá lắc láo hay con gì ấy? Nó vừa chạy đi lên mà. Đục lên. Đây bên trên này gặp liên tục nhỉ, có loại ghẹ đấy. Ú, này, nhìn cái càng nó các bác ơi. Nhìn càng nó mới ngon làm sao. Nghiêu ngà, nghiêu. Đúng cá, nghiêu này. Anh ơi, thử tiếp. Úi à. Thôi, hôm nay không ăn rồi. Con cua. Cái này là cái lỗ cua các bác ạ. Nhưng mà bên ngoài này là cái vết của con cầy hôi này. Con cầy hôi, con chuồn hôi ấy. Nó vừa móc cua xong. Cái này gọi là cái cầy móc cua các bác. Cầy bạc má, cầy móc cua ấy. Nó vừa móc xong. Anh em đi sau mà vẫn còn nghe mùi. Nghe nồng nặc mùi luôn. Loại đấy thì nó hôi cái lông nó thôi các bác. Mà thịt thì lại lướt bắp luôn. Bắp luôn, đừng để cho nó mất. Ok hả? Biết đợi em đâu. Không, từ, em xem nào. Đấy. Đầu nó ở đâu? Đầu nó trốn trong này này. Cho vào dưới. Đầu nó ở đâu? Hai con lươn. Ê, rồi. Thế là ngon. Tanh được tanh cái nồi canh. Đây con lươn các bác ạ. Xuống luôn. Thì nó đầy rồi mà. Được tầm 80% rồi bạn. Anh lấy que anh chọc xuống. Chọc xuống được mà. Bóng này. Trắng này. Con bóng thì ở ngay đây này. Ê, nó đây rồi. Em bắt con cá bóng trước đi. Con cá trắng nữa. Con cá trắng thì không biết liệu nó có lên được không. Tụi em bấm lại nó, bấm nó chéo tay ấy. Thôi, mới vũng đồng con là được rồi ấy. Đang đi lên để kiếm xem có được con lươn nào không. Để dạo này thấy cái lươn chỗ này nó cũng có. Bây giờ là cái nước nó ít rồi, nó dồn vũng lại nên là lươn nó hay lên. Với là hôm nay nó ấm trời các bác. Lươn nó hay ra khỏi chỗ đó để nó đi kiếm ăn. Bóng. Đấy, nổi lên rồi. Đấy, nổi bị nhặt chỗ anh. Cái gì? À, con chim đằng sau. Em vừa tỉa con cá lắc láo. Anh thử thò xem. Bên trên. Chắc là không. Đấy. Đâu? Chứng tỏ là không phải em nói dối đúng không? Có thấy nó nổi. Ô, con chim. Con chim nó bay phì phì ở đâu ấy. Nó vừa bay lên, con chim. Xem nào. Ồ, được 90% rồi. Còn 10% nữa là đầy thôi anh.
91,1% nữa. 91,1 rồi. Lướt hả? Em vừa tắt đèn xong. Vừa tắt đèn xong. Không ăn thua đây anh em, búm rồi. Cẩn thận vào cái đầu dao nhá. Ok. Được chưa? Rồi. Khóa chưa? Khóa rồi. Khóa rồi. Con này cũng không to lắm. Mà cứ phải được gấp ấy. Được gấp lại. Thôi đi về đi. Giờ cũng không ấy. Anh lấy lá rong anh nút lại luôn. Lá rong, sẵn lá rong nút lại luôn. Đấy, đừng chơi. Ok. Cái này chỉ có chạy vào nồi thôi. Một ống bắt, một ống là một bát tô. Anh em đi ra ngoài các bác, nhưng mà gặp mấy con hươu. Cái con mà không mổ bụng đấy. Sao mà nó xuống hai thế nhỉ? Nó xuống ít thôi. Xuống ít một nhỉ? Nãy anh em bắt được hai con rồi, lại bắt thêm hai con nữa. Em xem nó. Đấy, cái con hươu đó. Con chàng hươu. Chúng em thường gọi là con chàng hươu. Chỗ e. Con chỗ e đấy. Đấy, giờ mới là chuyên mục khoe sản phẩm của anh em. Đủ hết đây. Nhiều đấy các bác ạ, không phải ít đâu. Ô, được cái này á. Chắc chiêu. Biết sao không? Sao? Lươn, con lươn to này co lên. Ô. Thế được có tầm bát rồi các bác ạ. Thôi, bát đủ ăn được. Kho ăn thoải mái. Đây, kho nha. Kho làm nồi. Lập một bát. Anh em bắt một nồi cơm trước. Bắt nồi cơm trước xong đấy, chờ làm thức ăn xong nữa là cơm vừa chín là đẹp luôn. Hôm nay anh em kiếm cũng không được nhiều đâu các bác, được tầm gần bát tô thôi. Ba con lươn này, con to một con bé này, và là mấy con cá nấc láo. Đây thì anh em sẽ bỏ vào nồi ướp rồi nấu luôn thôi. Là được 5 con chàng hươu này nữa. Chàng hươu thế này anh em sẽ mổ bụng luôn. Cái này là không phải là ít đồ đâu, nhưng mà do cái nồi to quá. Do nồi to quá đúng không? Không phải là nó không lấp được đầy được cái khoảng trống đấy. Em sẽ bỏ ướp luôn. Bỏ muối, bỏ mì rồi hạt nêm. Bột nghệ. Chín rồi. Vàng đấy. Vàng rồi đấy. Bỏ thêm ít ớt. Ớt là hôm trước anh em bảo cái hôm đi lặn cá đó, hôm nay anh em bảo là mang đi để nướng cá hay là chấm cá nướng, rồi cuối cùng là nhiều cá quá lại thôi. Hôm nay được những hai con cá mà không biết chia nhau thế nào cho đủ được, nên là thôi anh em không chấm nữa. Hôm nay được một cá trên bờ là tốt rồi. Cho thêm ít dầu ăn rồi cho nó béo, có vị béo. Vào chín, xôi chín là được.
đẹp nhanh mà, đây không có cá to nên nó nhanh. Chín chưa? Chưa đâu. Chưa chín nhỉ. Nghe mùi cơm nếp sợ tập rau. Tập rau. Lúc đi em bỏ lột ít cơm nếp mà. Chứ gạo nếp vào. Cảm thấy nó dẻo. Thì ăn này như anh ăn nhanh gầy lắm. Gầy hả? Anh gầy nhưng mà ăn cơm nguội nó lại ngon. Ăn cái cơm nguội mình chấm với muối hạt rồi nó ngon. Wow. Sôi rồi các bác ạ. Rất là nhanh. Nó cạn cạn là chín rồi mà. Hôm nay anh em bắt cá bé thôi, còn cá to thì để cho quý khỏe lại để bắt. Để 2 3 ngày nữa anh em về hồ anh em bắt thôi. Cá to ở hồ rất là nhiều. Nhìn cũng màu bè phết nhỉ. Các bạn là có mấy con tôm này. Có mấy con tôm này nhìn nó đẹp màu. Đây đếm được luôn các bác ạ. Còn có bao nhiêu con cá đếm được luôn. Có 3 4. Tôi để cho các bác nhìn màn hình mà các bác đếm hết thôi mà. Được 10 con tôm và là mấy con cá bống. 2 con cá lắc láo này với 3 con lươn. Đếm được đúng là đếm được hết luôn đấy. Cháy rồi anh em đâu. Cháy rồi này. Thôi để vậy đấy. Để vậy cho nó ngon. Chắc anh đảo đảo trong nguồn nước chưa? Để vậy đi nhỉ. Cái này mà có ít hạt tiêu nó rắc lên nhỉ. Cá kho tiêu nhỉ. Cơm mà chín đấy. Không bay mùi lên thơm lắm. Mùi thơm à? Thơm mùi á. Thơm mùi hay là thơm đói? Không, đói. Sợ thơm đói bụng nữa cơ. Mùi thơm. Thơm thật sự luôn. Đổ thôi. Cho tắt ra đây. Đấy, tắt tắt ra đây. Đừng có nói. Tắt ra đây. Đến bữa rồi các bác ạ. Hôm nay có hai anh em hơi buồn nhỉ, hơi trầm. Tất nhiên rồi, có hai người. Ít người thì nó trầm hơn. Ít người giao tiếp. Chứ càng đông người thì nó càng vui các bác. Anh em này đi nó hơi khoảng không khí nó không được vui vẻ lắm. Mời các cụ này. Có cháu đi kiếm ăn này. Có cơm thức ăn mời con cháu các cụ dùng cho con cháu hộ cho con cháu đi rừng kiếm ăn may mắn bị nơi bên trốn bây giờ thì nhà mình thôi anh em mời các bác nhá hôm nay anh em dùng chay đó các bác không rượu chè gì nữa hai anh em cũng buồn còn cứ hơi lạnh kiểu thời tiết trở lạnh ấy, thì cái mũi em thì lại kiểu xoang các bác rất là khó chịu. Đây, cơm trắng rồi là cá nữa. Một con cá vào đây. Đấy, con nó nhảy cái này. Ui trời ơi. Em mời các bác. Bác dùng cơm anh em nhá. Cay hả? Cay quá à? Không cay quá, nhưng cay hơn. Ủa cay nhờ. Cá này vừa luôn. Vừa ngon luôn. Này là cái con giống ạch con mà hôm trước anh em bắt các bạn như con này ấy, như từ trước giờ em cũng không thấy ai mổ bụng đâu còn giống như con ếch on ấy con ếch on ở chợ bên Lào hoặc là bên trong miền trong ấy là người ta sẽ bác trong đấy sẽ để nguyên bụng con này cũng vậy con này như anh em đi bắt về là không mổ các bạn. Đây anh em thử mổ ra xem có gì ở trong bụng cả bốn con này là chắc chắn sẽ không mổ bụng. Vẫn giòn anh ạ. Vẫn rất là giòn rất là ngon. Ô, lươn nó còn ấy cho anh ạ. Thấy cái để đấy. Cứ gắp hết cho anh. Đây còn nguyên thế. Cá này, chạch này. Còn rất là nhiều. Ăn đi. Chín mạnh đấy chứ. Nhiều nhau nhá, nhiều nhau là không hết rồi. Nhiều không hết rồi chứ. Mình cứ thấy cửa là thấy ít đấy. Nhiều nhau có cùng sau chẳng ăn hết. Hôm nay ăn cơm không rồi nó hết. Cơm thì thoải mái. Anh em thoải mái ăn. Ăn không hết luôn. Chỉ như vậy nhưng mà anh em đi rừng không ăn được nhiều cơm nữa các bạn.
hôm nào ngon miệng lắm thì làm được hai bát này. Ví dụ như hôm nay hai bát này, còn nhiều khi mà đã gọi là tiểu nhờ vào đó là cũng nghỉ luôn, lúc đấy là nghỉ rượu, nghỉ cơm luôn đấy. Có lẽ là hôm nay là cái chuyến đi rừng cuối năm của anh em các bác, và chuyến đi rừng cuối cùng của anh em. Hiện nay em cũng có đi lấy được ít lá rong này, như là chuối này, và là mấy ống giang nữa. Còn tính ra thì hôm nay cũng đã là 20 rồi. Thì về thì 22 anh em đầu kéo cá thì chắc đến tầm 26, 27 thì anh em mới nghỉ các bác. Còn thì còn lại quay như là... quay thì còn lại luôn. Lại là hết năm rồi. Đầu năm luôn đấy. Tại điểm bây giờ ai cũng bận cả. Bận. Thôi bảo là hết ngày rồi. Như bình thường ví dụ tháng, các tháng khác thì nó còn dài ngày, dài tháng rộng thì nó còn mình còn xoay sở được. Chứ bây giờ hết cận ngày rồi, chịu không làm gì luôn. Nồi cá này mà nấu với măng tươi cũng ngon nhỉ. Không có. Giờ hết mùa. Nhưng mà chính là măng bây giờ mới ngon đấy. Măng giờ ngon. Măng ngon mình lấy măng ống của nó. Ở nhà anh lâu lâu các bà dân châu có thấy là anh mua luôn để ăn ngon. Ở trong lán có nhiều măng mà. Chút cái mũi nó khó chịu. Này đi quên mang thuốc đi. Thế đầu này đây từ đâu khỏi rồi. Đấy. Cắp thêm. Đúng. Cắp lên để cắp con to. À cay nha. Có bên bỏ đâu 6-7 quả ớt răm ấy. Nó thăm rất cay đấy. Mạnh. Cay mạnh. Thôi có lẽ là anh em cũng xin phép các bác là kết thúc video tại đây các bác. Hôm nay thì anh em đi lấy được ít lá rong với là gọi là ít đồ ngoài bánh chưng Tết ấy. Thì cũng muộn rồi. Anh em cho em xin phép là làm bát cơm rồi. Lát anh em về. Thì các bác đã theo dõi tới đây thì vui lòng cho anh em, chúng em xin lượt like để đăng ký các bác nhé. Để anh em có động lực ra nhiều video hay hơn nữa. Và đến 22 ấy, bác nào mà ở gần thì đến chơi với anh em. Hôm nay anh em sẽ tiến hành kéo cá vào buổi chiều. Và bây giờ thì anh em chúng em xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bác ở trong những video sau. Anh em tạm biệt các bác. Tạm biệt các bác nha. Tạm biệt các bác nha.